Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đặng Văn Lâm trở lại, U Park sẽ bỏ bùi tấn trường. Thủ môn đa khoác áo Stadio Osaka Đặng Văn Lâm có thể được huấn luyện viên Park triệu tập trở lại từ Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Trên thực tế, Văn Lâm luôn là lựa chọn số 1 của ông Park cho vị trí chấn giữ khung thành tuyển Việt Nam các năm qua. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 ở UAE, Văn Lâm có tên trong danh sách tập trung. Theo kế hoạch ban đầu, anh bay trực tiếp từ Nhật Bản qua Dubai để cùng Việt Nam dự giải. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phút cuối Văn Lâm không được huấn luyện viên Park triệu tập. Bùi Tấn Trường sau đó được ông Park trọng dụng và thi đấu với phong độ khá ấn tượng. Trong thời gian qua, Văn Lâm đang ngày càng được saka trao nhiều cơ hội thủ môn sinh năm 93, đã bắt chính trận đấu của Sergio Saka tại Cúp Hoàng đế ngày 9 tháng 6 và giúp đội giữ sạch lưới, giành chiến thắng 2-0. Anh mới đây cũng có lần thứ hai có tên trong danh sách dự bị của Sergio Saka trong khuôn khổ bảng G AFC Champions League 2021. Tấn Trường sẽ phải nhường vị trí số 1 cho đàn em để trở lại ghế dự bị. Dù giàu kinh nghiệm và có chuyên môn tốt, Tấn Trường có thể không còn được ưu tiên bởi so với anh xét trong bối cảnh VFF và ông Park xem vòng loại cuối cùng World Cup là bước đệm cho chiến dịch tranh xuất dự World Cup 2026. Tin tiếp theo, báo Australia đánh giá cao Việt Nam, đặc biệt chú ý Quang Hải. Thưa quý vị, các tờ báo thể thao của Australia nhận định Việt Nam là đội bóng phát triển nhanh chóng trên thế giới, rất nguy hiểm nếu thi đấu ở Mỹ Đình. Kết quả bốc thăm xác định, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Australia ở bảng B, cùng các đại diện Nhật Bản, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong lịch sử đối đầu, Việt Nam chưa từng chạm trán với tuyển Australia. Tuy nhiên, đây vẫn là đội bóng rất đáng gờm của bảng đấu khi họ từng nhiều lần tham dự World Cup và các năm 2006, 2010, 2014, 2018. Australia được đánh giá cao hơn. Dù vậy, những cây bút của quốc gia này vẫn dành những lời khen ngợi và cẩn trọng trước đội bóng huấn luyện viên Park. Tờ Zero cho rằng Việt Nam ở thời điểm hiện tại đang có sự phát triển mạnh mẽ, rất nguy hiểm nếu thi đấu sân nhà. Từ Việt Nam là đội bóng tiềm năng khi đã có sự thăng tiến mạnh mẽ suốt thời gian qua. Sau khi lọt vào vòng out của Asian Cup 2019, họ đã khiến Jordan choáng váng, đánh bại đối thủ ở loạt luân lưu trước khi chỉ thua Nhật Bản 0-1 ở tứ kết. Họ có thể gây nguy hiểm cho đối phương, đặc biệt nếu thi đấu tại Hà Nội. Tác giả Miles Tukaman đề cao từ Việt Nam. Một cây viết khác, Dominic Borsi của Sydney Morning Heron đặc biệt chú ý đến tiền vệ quang hải của Việt Nam. Việt Nam là một trong những quốc gia có nền bóng đá phát triển nhanh nhất châu Á. Việt Nam có thể gây ra một vài cú sốc trong lần đầu góp mặt ở giai đoạn cuối cùng vào loại World Cup. Đất nước này đã đầu tư rất nhiều vào các chương trình bóng đá của mình và lưới trẻ đầy triển vọng của họ, giờ đây phát triển vượt bậc, sản sinh những tài năng đáng kinh ngạc như Quang Hải, ông Sydney Morning Heron nhận định. Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ tiếp đón Australia trên sân nhà vào ngày 7 tháng 9, sau đó gặp lại đội bóng huấn luyện viên Graham Arnoy ở xứ chuột túi vào ngày 27 tháng 1. Tiếp tiếp theo, fan Trung Quốc từ Việt Nam 100% bét bảng nên mơ có điểm hay ghi bàn hơn là đua thứ hạng. Thưa quý vị, các cổ động viên Trung Quốc đánh giá tuyển Việt Nam không có cửa làm nên bất ngờ tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, từ Việt Nam chung bảng với đối thủ như là Trung Quốc, Saudi Arabia, Australia, Nhật Bản và Oman. Nói về binh đoàn Thầy Park ở bảng đấu này, chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá, chúng ta có 25% cơ hội xếp thứ ba Trung cuộc. Theo quy định, hai đội xếp thứ ba của bảng A và bảng B chạm trán nhau để tìm ra cái tên thi đấu playoff với đại diện khu vực khác. Nhận xét kể trên của chuyên gia Phan Anh Tú được lan truyền rộng rãi, các cổ động viên Trung Quốc biết được điều đó, họ đã có lời đáp trả đầy thâm sâu. Suhu trích dẫn các cổ động viên Trung Quốc. Mới đây, chuyên gia Phan Anh Tú mạnh dạn tuyên bố Việt Nam có 25% cơ hội giành vị trí thứ ba tại bảng B. Nhận xét này nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi. Người hâm mộ Trung Quốc có những suy luận chế nhạo. Họ đánh giá chuyên gia Phan Anh Tú nói đúng. Việt Nam có 25% có cơ hội đứng thứ ba, 50% cơ hội xếp thứ tư, 75% cơ hội xếp thứ năm, 100% kết thúc vòng loại cuối cùng World Cup 2022 với vị trí bét bảng. Su Hu viết tiếp, người hâm mộ Trung Quốc cho đến Việt Nam đều không đồng tình với nhận xét của chuyên gia Phan Anh Tú. Họ biết rằng bóng đá Việt Nam dù được nhiều thành tích tốt ở cấp độ trẻ, nhưng với cấp độ tuyển quốc gia, Việt Nam còn thua thiệt nhiều so với các đội top trên tại châu Á. Tại vòng loại cuối World Cup 2022, từ Việt Nam nên nghĩ tới việc giành được điểm số hay ghi được bàn thắng, đây mới là điều quan trọng hơn cả. Cuối cùng, tờ Sohu đánh giá Trung Quốc có cơ hội cao để cạnh tranh vị trí thứ ba Trung cuộc. Tuy Trung Quốc không hề yếu bởi chúng ta có gu hay những cầu thủ nhập tịch, họ không hề lo lắng khi nằm trung bảng với các đội mạnh. Trung Quốc đủ khả năng cạnh tranh vị trí thứ ba với Australia và Saudi Arabia, thậm chí còn là hai thứ hạng nhất và nhì bảng. Còn với tuyển Việt Nam, họ tỏ ra thua thiệt về mọi mặt so với các đối thủ tại bảng B. Tin tiếp theo, tuyển Việt Nam và cơ hội gặp 4 đội từng dự World Cup. Quý vị thân mến, so với bảng A chỉ có Hàn Quốc và 5 đội Tây Á, bảng B tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á hứa hẹn là trải nghiệm đa dạng hơn hẳn. Đây là bảng đấu hiện diện những cái tên của bốn khu vực lớn thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, Nhật Bản, Trung Quốc của Đông Á, Saudi Arabia, Oman của Tây Á, Việt Nam của Đông Nam Á, Australia từ châu Đại Dương. Nếu chẳng phải vòng loại 3 World Cup, từ Việt Nam chắc chẳng bao giờ được trải nghiệm với những đối thủ cấp độ này. Trải nghiệm chưa từng có trong lịch sử Cộng thêm Iran, Iraq ở Asian Cup 2019, UAE tại vòng loại thứ 2 cùng Hàn Quốc, Syria ở các cấp độ trẻ, thế hệ Quang Hải sẽ gặp đủ 10 nền bóng đá mạnh nhất châu lục chỉ trong vài năm, đó là cơ hội trải nghiệm mà chưa tuyển Việt Nam nào có trong lịch sử. Đó có lẽ mới là chiến quả lớn nhất thay cho ông Park nhận được, chứ không phải cơ hội dự World Cup vốn chỉ tồn tại trên lý thuyết. Trải nghiệm này đặc biệt bởi lần gần đây nhất tuyển Việt Nam được gặp Trung Quốc ở một sự kiện FIFA là 2012, cuộc đối đầu tương tự với Oman hồi 2003, trong khi với Saudi Arabia tròn 20 năm trước. Việt Nam thậm chí chưa gặp Australia trong một trận chính thức. Nhiều chuyên gia nhận định thế hệ hiện tại của tuyển Việt Nam đặc biệt không chỉ bởi tài năng, họ khác biệt đàn anh bởi liên tục được gặp các đối thủ lớn, điều mà những thế hệ đi trước không có. Những ai cho rằng trải nghiệm với các đối thủ mạnh chỉ là lời xã giao thì nên nghĩ lại. Khi Việt theo vô địch V-League mùa trước, lãnh đạo câu lạc bộ từng kể chính việc liên tục gặp đội Hà Nội ở nhiều giải đấu khác đã giúp cầu thủ Việt theo trưởng thành hơn. Cầu thủ Việt theo từng coi nhóm tuyển thủ quốc gia Hà Nội là cái gì đó không thể với tới. Nhưng những lần chạm trán liên tiếp giữa đôi bên đã thay đổi điều đó. Từ không hiểu tới hiểu rõ, từ sợ sệt tới tự tin, từ thua tới hòa và thắng. Trải nghiệm đã giúp những đức chiến Hoàng Đức duy thường tiến gần hơn tới đẳng cấp của đối thủ. Điều tương tự diễn ra với Việt Nam, những chiến tích liên tiếp ở châu Lục giúp các tuyển thủ tự tin trước biển lớn. Họ không còn bị giới hạn bởi bức tường Đông Nam Á chật hẹp hiểu biết về đối thủ giúp họ không còn sợ hãi. Các kết quả tích cực giúp họ có niềm tin Việt Nam đủ sức chiến thắng. Thay đổi trong tư duy của tuyển Việt Nam có sự hỗ trợ từ việc mở rộng hệ thống bóng đá châu Á trong một thập niên qua. Asian Cup kéo dài từ 16 lên 24 đội, giải U23 châu Á ra đời. Hệ thống cúp các câu lạc bộ mở rộng giúp những nền bóng đá nhỏ có nhiều cơ hội hơn ở châu lục. Vòng lại thứ ba World Cup hứa hẹn những trải nghiệm đặc biệt. Bảng B của Việt Nam có 3 cái tên dự World Cup gần nhất và Trung Quốc đội có mặt ở Cúp Thế giới 2002. Chúng ta khoan bàn tới chuyện thắng bại, các đội tuyển Việt Nam nào trong lịch sử từng trải nghiệm những điều này chưa? Cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam Bàn với cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup thực sự là việc khó khăn và kỳ lạ. Khó khăn bởi đối thủ đều có đẳng cấp vượt trội Việt Nam như thừa nhận mới đây của ông Park. Kỳ lạ là bởi ngoài Nhật Bản chúng ta chưa gặp họ suốt một thời gian dài, nghĩa là không có cơ sở thực tế để đánh giá khác biệt về thực lực. Nhưng nếu buộc phải đánh giá, có lẽ thầy Park nên gạch luôn tên Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia. Đó là ba đội dự World Cup gần nhất. Từ Việt Nam đã toàn thua 5 trận trong những lần hiếm hoi được gặp mặt họ. Chia sẻ với Dinh, nhà báo Hong Jemin của 442 có quan điểm tương tự. Không nghi ngờ gì khi Nhật Bản và Australia là những ứng viên nặng ký cho hai suất đầu bảng B, bởi họ là những đội hàng đầu châu Á. Tuy Saudi Arabia đang ngày càng tiến bộ, đây là thử thách rất lớn với đoàn quân của ông Park. Vậy là chỉ còn Trung Quốc Oman, hai đội chưa ở trình độ World Cup thuộc nhóm hạt giống gần Việt Nam. Năm đội đều mạnh hơn Việt Nam, chúng tôi thi đấu với sự khiêm tốn và tinh thần khát khao. Với Trung Quốc, điểm sáng lớn nhất từ Việt Nam từng có là trận thua 1-2 tại Mỹ Đình năm 2010. Trước đó năm 2004, đội thua 0-2 trước Oman. Cách biệt vừa phải của những thất bại nói rằng từ Việt Nam có thể tìm thấy cơ hội tại đây. Giữa thời ông Park, Quang Hải và đồng đội nhiều lần chứng minh rằng họ có thể chơi tốt cho các đội mạnh của châu Lục. Chiến thắng trước Jordan ở Asian Cup hay UAE tại vòng loại World Cup là những ví dụ. Cây viết Nhật Bản Junusami nói với Zing, Những năm gần đây, Việt Nam khá mạnh nên các đội tuyển khác cảnh giác với các bạn. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ thắng Trung Quốc và Oman để cạnh tranh vị trí thứ ba với Saudi Arabia. 4 năm trước, Thàn Lan khép lại chiến dịch vòng loại World Cup 2018 với 2 điểm sau 10 trận. Nên mục tiêu đầu tiên của Việt Nam có lẽ là vượt qua thành tích đấy của đối thủ. Xa hơn, những trải nghiệm mới là cơ sở để chúng ta hy vọng và thành tích tại World Cup 2026. Giải đấu mà thế hệ này của Việt Nam vẫn còn sung sức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp với các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.